Thưa quý vị, khoảng một năm nay, giá heo duy trì ở mức cao đã giúp người chăn nuôi thu lãi lớn. Tuy nhiên, do lo lắng dịch tả heo châu Phi tái phát đã khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh dè dặt khi tái đàn, tăng đàn phục vụ thị trường cuối năm. Dù vậy, theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh, tổng đàn heo hiện có của tỉnh đảm bảo cung cấp ổn định cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cả năm nay, giá heo hơi luôn duy trì từ 70.000 đến 90.000 đồng một ký. Còn hiện tại giá tuy có thấp hơn nhưng cũng sắp xỉ 70.000 đồng một ký. Với mức giá này, trung bình mỗi con heo xuất bán, người nuôi có lãi từ 2 đến 3 triệu đồng. Đây là mức lãi lớn đối với người chăn nuôi. Dù thu lãi trên 500 triệu đồng trong cả năm, nhưng vụ Tết năm nay, ông Phan Văn Hiếu ở ấp 4B xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc vẫn quyết định không tăng đàn bởi lo dịch tả heo châu Phi tái phát. Chẳng những không tăng đàn mà ông còn giảm đến 3/4 đàn so với cùng kỳ, chỉ còn 24 con cho lứa Tết này. Trong gia đình thì cũng nuôi cũng 55 nải, nhưng mà cũng vẫn duy trì được tăng đàn mà cũng chưa giảm mạnh dạn để tăng đàn. Tuy rằng là giá thì cũng vẫn là cao, nhưng cũng chưa muốn nhập thêm để nuôi nó nhiều ra để có trong Tết như thế nào ra Tết rồi để mình tính toán mình nhập thêm heo nuôi chứ bây giờ dịch bệnh nhiều quá. Có 30 con heo nái, bà Vũ Thị Kim Nga, ngụ ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, không phải mua heo con giống khi cần tăng đàn, tái đàn. Vì vậy, năm nay giá heo tăng cao đã mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng cho bà. Hiện bà Nga đang nuôi 200 con heo thịt, trong đó lứa heo Tết chiếm một nửa. Đang thu lợi lớn từ heo, nhưng bà Nga vẫn dè dặt với ý định tăng đàn trong tương lai. Cũng rất là mừng cái giá nó cao, cũng được thời gian đỡ để mình gỡ lại vốn. Thì mình cũng trông cho Tết này nó được đúng giá chừng 70 cho cũng được rồi. Chứ mình sợ tại vì nếu người ta nuôi ồ ạt thì cái giá này mình nghĩ cũng còn. Thì nhà mình thì Tết cũng có chừng hơn 100 thôi. Theo thống kê của ngành chăn nuôi, tổng đàn heo của tỉnh thời điểm này khoảng 415.800 con, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thịt hơi trung bình đạt gần 62.000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sản lượng này, không chỉ đủ cung cấp thịt cho dịp cuối năm trên địa bàn tỉnh, mà còn có thể phục vụ cho các tỉnh lân cận. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo, thời điểm tái đàn vụ Tết là giai đoạn chuyển mùa, là thời điểm dễ phát dịch bệnh. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Ở thời điểm này, nếu bà con có nhu cầu mà tái đàn heo, thì cũng nên chọn những cái cơ sở lớn thuộc các công ty cũng hay là các doanh nghiệp và có cơ sở đó được chăn nuôi an toàn sinh học. Mà tuy nhiên ở thời điểm này bà con cũng nên không nên tăng đàn vội, chúng ta chỉ thăm dò, chúng ta phải bỏ một số lượng nuôi khoảng 10 đến 20% trước. Sau khi qua một thời gian chúng ta thấy ổn định chúng ta tăng thêm, chứ chúng ta không vội vàng. Vì bệnh dịch tả heo châu Phi thì không có thuốc vaccine và cũng khi mà mua về chúng ta cũng thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo cho đàn heo phát triển tốt. Do nguồn cung dồi dào nên ngành nông nghiệp tỉnh dự báo giá các loại mặt hàng thực phẩm từ heo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu chỉ tăng nhẹ, dù sức mua vào thời điểm này luôn cao hơn so với ngày thường.